Hello, welcome to 10 Auto Repair. Up. My last name Long, but I'm short guy. No, not short guy. What's your last name? Long. L-U-L-U-O-N-G. Okay. Long. Vietnamese Long. Vietnamese not short. Long. All right, 10 Long. This the Hill. Thank you, porn star. He's Ten Hill Long, Gator, porn star. Hill, say something. Hello, how you doing? Lots of alligators. Good to eat them rather than you. They eat you. If God, you want a gator, call this number here, okay? Say, no, not that number. Not call that the number? Other number. No, that's what's your number? Can you tell the number? That's the number. Got the number right here. That's the number. Call that number. Yo, let me see that gator. See? Con này là bán 150 thôi, rất là rẻ luôn nè. Yeah, tender, man, fat. Watch out, he might beat the crap out of you. Fat. Yeah, he is fat. Cái này là hợp pháp nào, legal. Make it legal. It's legal. And that's a big one in there. Yeah, that okay, one's got a hook in let it. Let me, load him in my truck. All right, where do you want to kill him? I killed him at home. Where, here? No, I killed him at home. I gotta kill him here. Oh, you have to kill him? Yeah, I can't give you the live one. Gotta be dead. How you killed him? Knife. Okay. You soon ring, shoot him. Bring over there. There's gonna be blood. I had the water right there. You got grass somewhere? No. Grass over there? Grass. Grass. Yeah, tao phải nó phải giết cá sấu đó, mình không quay khúc này nha. Have to kill the gator now. Out. Xin chào bà con cô bác, xin chào đại gia đình. Mình đang làm á, bữa nay mình đang làm cái ổng gọi mình về gấp gì gấp gì gấp. Có một con cá sấu người ta chở đến nè, rồi về quay phim, cái phim đã lên, cái mình chạy về liền nè. Để vô coi coi cá sấu bự không nha. Ồ, đây nè, nhìn đi. Cái chỗ này là chỗ đi bắt cá sấu nè, Airboat Ride nè, có số phone trên đây nè. Nếu anh chị em nào muốn đi hunting, đi bắt cá sấu, gọi số phone này nè. Đây là chỗ làm việc của ông. Sao? Happy wait. Here, you want to see the other one? This you? Yeah, how you doing? Good. Yeah. I just, quay cái số phone number. Yeah. Hey. Don't. Oh, no. Ồ, mình có con nhỏ hả? Ồ, đó bự hả? Wow, anh có cái số này người ta gọi được phải không? Gọi số này nè. Đây nè. They can call you when you need. Yeah, when I get one. Nè. Ai muốn ăn cá sấu gọi số phone này nha. 813-220-6854. This what? This what your name? Phil Walters, Captain Phil Walters. Captain Phil Walters. Oh, ấy mình đi thử, bữa nào mình gọi nó mình đi hả? Come down to your place, say hi. Come on. Oh, January 6th, huh? Yeah. Oh, Việt Nam, cờ Việt Nam. Washington. Washington, D.C. Yeah, we live there. Yeah, I was there. Yeah. Okay. One day, good Americans go up there. Tell them we're mad. We ain't happy. Now they're gonna tax us. Send IRS agents to us. So one day we come to you and go to. I got nothing at the house. Just. Nè, ổng đưa cái thẻ nè, thấy không đó. Địa chỉ số phone luôn, tên ổng nào, Phil Walter. I'm not in the country. I'm in Tampa.
I live in a subdivision. They don't like me doing this in subdivision. The kids go to school, big gator and truck. Like, oh my God, he's out here eating all the children. Appreciate it. Nice meeting you. Nice to see you. Yeah. Have a good one. Right. See y'all later. Eat lots of alligators so they don't eat you. All right. See y'all later. Rồi đi vô coi con của mình mới mua. Hả? Bán còn là nhiêu anh? Ui. Ôi vừa sai luôn nhỏ xíu à, dễ thương quá hả? Đưa thêm 10 đầu ông lấy. Trời ơi, 150 hả? Ừ, mập đu đu luôn nè. Ừ. Thôi đi đóng cửa đi rồi, đi. Cái chỗ này là chỗ làm việc của ông xã mình nè. Họ thấy ông mình mà à, ngày thường á, thì ổng làm mà sửa xe. Đó. Sao hôm nay được cái xấu không? Cái bà kia xe hư nằm bên nhà ở tiệm mình 2 ngày, không có tiền sửa, cuối cùng anh mua cái cục đánh lửa đó. Cho vợ cho qua đi luôn, đừng ai gọi không ai giúp vợ trên. Ô anh cầm cái giấy này, nói cái giấy này là legal cho. Còn mua cá sấu cái giấy này legal nha, các bạn đừng có lo sợ gì hết trơn á. Bắt ra đường mình làm thịt cũng được nữa, không có ai nói hết. Tại vì hôm nay tới mùa bắt cá sấu phải không? Phải có cái giấy này nha, với cái thác này nè. Ừ. Ồ, bán cá sấu này có receipt phải không? Này là giống như receipt đó. Đó, cái này nè. Ê! Ôi, nó nhảy ra. Đó, có tên tuổi đàng hoàng, có số mật mã đàng hoàng để dẫn đâu đó không? Đó, Alligator have a report form, form nè, đó, tên tuổi chỉ nè, cho nên yên tâm, mọi người yên tâm, legal. Hả? Rồi bây giờ đi về. Thank you for today. Have some gift from God. God gives me the whole alligator. Đây, chuẩn bị bắt lò lên nấu xôi hả anh? Nhúng hả? Là cái ông Mỹ hồi nãy ông nói là tại mình không muốn làm, để cho ông làm luôn cũng được đúng không? Mà ông có tính tiền làm không? Không luôn, làm phi. Lấy luôn. Cho thêm tiền cũng không lấy luôn. Trong khi chờ đợi anh ấy làm cá sấu nè, quay người coi nè, mình có cái cây mãng cầu nè, trái ra quá trời luôn, thấy không? Thấy dễ thương không? Đó, toàn ten nè, toàn ten quá trời mãng cầu luôn, thấy không? Wow, ở đây nữa nè, quá trời luôn. Ồ, cái trái này nhưng mà nó không được to lắm, hôm nay không được to tại vì đi chơi quá, không chăm sóc cây mà. Hả anh? À, quay gần cho nó bự coi. Sao nó bị vậy không? Sao? Tại vì nó thiếu tình thương. Thiếu chăm sóc phải không? Thiếu tình thương, để cái đó rồi để cho đỡ chứ. Ở đây nè. Thấy không? Ở đây gì? Không biết. Giờ chuẩn bị nấu nước sôi. Pháp mình làm cái nó thoải mái không có sợ. Ừ. Làm mà nó bị vậy thì sợ. Mấy người để cho người ta làm sướng hổn chịu, đem về nhà tự làm. Làm lột da bỏ đi. Đúng không? Nói để da. Tao đâu biết làm đâu. Giờ về nhà tự làm. Anh chị em nào muốn mua ăn cá sấu rồi nhớ mua lại lẹ nha, trong vòng 3 tháng thôi, tháng 11 rồi hết ra, hết cho bắt rồi đó. Sẵn kêu ổng làm luôn. Giờ đưa em lên vàng. Nhận nó cột tay tụt chân cột mỏ cho mà đứng gần nó cũng sợ nữa. Mạnh. Cũng cảm giác sợ sợ đó nha, nó đâu làm gì được gì mình đâu mà cũng sợ nữa. Anh sợ không anh? Anh sợ em thôi, chứ mấy cá đâu có sợ. Ồ, em đâu có cá sấu đâu. Đó. Đó. Để cho nó chết hẳn đi. Như phao vậy. Mẹ. Ôi.
30 pound có đó. Mấy chục pound? 30 pound có đó. Mọi người thấy cái view làm chỗ làm cá đẹp không? Đó, cây cối um tùm xanh, coi như là cây xoài nè. Đây là chỗ quá kiếp xúc cây mãng cầu nè, đầy đủ cây sơ ri nè. Ui, có trái không vậy? Đây nè, quay quay có trái không? Có nè, trái màu xanh. Đã thấy không? Xanh nè, ui, đang nguyên một dãy luôn nè. Dãy sơ ri luôn. Rửa cho nó sạch đi, tắm cho nó hả? Anh ơi, táo trái lớn rồi nè. Đi ra, coi ăn được không? Táo này không ngon bằng cái tháng tư á. Tháng tư nó ngon hơn. Cái này giống như năm nó ra hai mùa, mà mùa thứ hai thì không có ngon, không có xum xuê. Dạo đi. Đây là có cái tháp của nó nè, phải không anh? Cái tháp là số mật mã của nó nè. Ồ, chắc nó đếm thử bao nhiêu con năm nay anh hả? Ồ, thấy nó dài chưa? Lần đầu tiên mình là nãy giờ mình chưa dám đụng luôn á nha. Nó chích queo rồi mà chưa dám đụng nữa. Sợ chưa? Rồi cái chân đó nè. Ui, mình phát hiện cái con này sao giống cá sấu quá vậy nè. Cũng giống cá sấu luôn á. Ú, đâu rồi, nó chạy đâu rồi? Đây nè, đó thấy chưa? Đó, thấy không? Thấy cá sấu chưa? Giống không? Ủa, nó đang làm gì vậy? Cá sấu con hả? Cái chân cũng giống luôn anh. Cái đuôi cũng giống luôn hả? Hôm nay là mình sẽ xào cái món cà cà chua chua, xào cái lòng đó nè. Giờ chờ cái nước nóng là mình mới làm gì nó được. Anh để cái mặt sát luôn cái xấu luôn, cái mặt nào đẹp hơn vậy. Ok. Ừ. Giống nhau chứ, chờ cá sấu đẹp hơn không? Giờ mình chờ nước sôi lên xong rồi nhúng lột da nó. Trời, cái cây mãng cầu này nó quá trời trái luôn anh, đếm coi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Gần 20 trái cây này luôn á. Dễ sợ, nhưng mà nó nhỏ nhỏ không à, không có lớn. Con trái lớn bự tao bố mà chưa kịp hái cái con sóc của nó vớt luôn rồi. Rồi đau lòng luôn á. Miễn cái trái nào bự là nó vớt trước rồi, chính là vớt trước à. Nè, trái này cũng hơi to nè. Ôi dạ, trời ơi. Cái bên cây mãng cầu có cái ổi nè, thấy không? Ổi nó ra nè. Đó. Đã không? Ổi này cái dài màu đỏ, trong nó không có tròn. Nói chung là mình trồng cho mấy sóc nó ăn nhiều nhất luôn á. Đây là cái sa bô chê. Sabuche vườn nhà Mỹ nè, thấy không? Đó cũng có đủ loại trái cây với bộ đó, thấy chưa? Ở đây cũng có một cây mãng cầu cũng khá cũng có trái luôn nè, thấy không? Trời ơi, nhìn đó, thấy đã không? Thì mê luôn á.
Wow. Có trong đám này cũng có nữa nè. Khó thấy chưa, ba con trái trong đó luôn đó. Đó, đang ở trong đó đó. Con trái nè. Còn nhìn dưới gốc rồi cũng có con trái đó nè. Nhưng mà dưới gốc này thấp quá, mình sợ. Mình sợ con gì nó ăn, mình phải chùm nó lại nè, thấy không? Chùm nó lại. Lố mọi người, cây gì đây? Cây này cây mãng cầu xiêm nè, nó có lú trái ra nè, thấy chưa? Ở xa xa nó có con trái bự lắm nè. Quay quen hố này coi, thấy không? Đó, quay gần lại coi nha. Đó, trái mãng cầu xiêm của mình nè. Dễ thương không? Ra bông nhiều lắm nhưng mà nó đậu ít, không có đậu nhiều. Coi cái bông của trái mãng cầu xiêm là nó mọc ở thân cây luôn, thấy không? Đẹp ghê không? Bông thì nhiều lắm mà sao nó không đậu, không biết nó đậu có một hai trái à. Đây bông nè. Đó. À. Trong tuần lấy ra là sạch cái tay ra không? Trộn nước sôi, trong khi trộn nước sôi rồi phải không? Ủa nó bông ra kìa anh. Cái da nó bông ra kìa. Đấy nè, nó lột da ra đó. Mình coi da ra nha. Ghê cái rồi, cái rồi. Rồi đi. Ây da. Sao? Ôi. Làm gì uổng lắm rồi, người ta lột da để là da cá sấu, người ta làm vỏ sách gì túi sách mà anh em bỏ uổng vậy. Ta lột sách, ta sách còn anh ăn vô bụng nó cho nó khỏe. Ồ, ta lột ra lấy da cá sấu rồi rất là hiếm luôn á, thì ông nên bỏ đó. Ủa vậy? Nè. À, chú Tỉnh tới rồi nè, chú Tỉnh. Đó, bây giờ là... Dạ? Rồi. Đó, đem gia vị tới, chuẩn bị gì, xả. Ủa sao nha? Xả lá chanh. Chanh cù, chanh xuất xám. Dạ. Riền. Chanh. Me, ớt. Đó. Cù đá cũng được. Wow, lá chanh số 8 là thơm lắm á. Trái nè. Tưởng đầu bếp từ bên Lào qua luôn nè, thấy không? Đó, đầu bếp bên Lào qua luôn đó. Ngon quá trời. Thơm lắm, nó canh chua. Canh chua Thái rồi thôi, quá cháy luôn. Anh đẹp không? Dạ yeah. Sau ôi đẹp quá ha. Sẽ là em xấu này thành em đẹp rồi. Ôi đang bốc luôn. Trời ơi. Ôi giờ mình mới chấm rờ nè, nãy không chấm rờ. Anh giữ cái thác lại anh. Hả? Giữ cái thác lại anh, chứ tính nói anh tính giữ cái thác lại. À. Thác màu vàng á. Trời ơi con này à, hết cá xấu rồi thành cá đẹp rồi. Không? Em đẹp rồi đó. Quá đẹp luôn. Cá đẹp. Ôi con này con đực một cái anh. Ôi trắng bốc luôn. Okay, thôi giờ để buồn nữa nha. Nè thấy không? Cái thác này là để cho người ta biết là bao nhiêu con một năm á, số lượng có bao nhiêu con, nếu mà nhiều quá nó không cho bắt nhiều đâu. Nè có năm bờ đấy không, co ra nè, cho nên rất là yên tâm. Chén là lấy ra mới mình đâm mấy cái này được nữa. Đâm luôn đi, đổ để đâm luôn. Đổ đâm luôn. Nó nhiều quá nó không hết.
nãy giờ tôi sắc hết không? Dạ. Sắc hết không? Đúng rồi. Lá chanh riền, ớt, xả. Bỏ vô. Để đây nằm. Gia đình thì à, sau 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 khi mổ bụng rồi nè, giờ ra bộ lòng, ra bộ lòng nè, hồi mở quá trời mở luôn mọi người, mở này ăn chắc ngon mà không ngon không. Trời ơi, những cái lưỡi nè, em bị chân bóc luôn á, em cái lưỡi sạch dữ anh. Làm muốn sạch. Wow, đó vô bịch bịch vậy hả? Để cho nó đi vậy. Ủa đó nhiều quá, mở bịch riêng. Bao nhiêu người đợi anh á, có nhiều đầy á. Nãy giờ người ta đợi anh đó. Phải đâm cho nó nát chứ, đâm mà nát mà không nát. Dạ. Đâm mà còn còn hộp hộp là khỏi cần đâm luôn. Trời ơi, lấy máy xay rồi đi. Đâm cho nó nhuyễn chứ. Em có xả. Máy xay thì nó chém rất là mau rồi. Còn dạ, mình đâm thì nó cây nhà lá dưa. Dạ. Đâm từ từ. Bỏ hết tình hư động quá không? Nào hồi nãy giờ tay chân cứng luôn không? Đầu bếp chí danh tới nè. Tỏi tỏi hành. Thấy phô đa không, nấu nướng mà ở ngoài sân vườn không mà sướng thôi đâu phải không? Trời ơi, nấu như xe đẩy, lát đẩy luôn quá. Rồi làm xong ra đổ bỏ luôn. Chứ mình rắc đi tắm sợ ngon quá dành nhau ăn. Nếu mình thôi, làm xong rồi lấy cái mền trùm lại. Ăn trùm mền. Thấy cảnh ở Bắc Gia của mình không? Đẹp chưa? Thấy khách đang chờ quá trời luôn. Thơm quá. Rồi bỏ gì vô? Nước nếm hả? Ờ, nước nếm á. Ồ, bột nếm hả? Bột nếm thôi hả? Mình có cái gia vị của mình, nước me rồi. Ồ, có mè, có bột mè. Bột mè rồi. Nó còn bột gà hả? Nhiều anh á. Không cao, không cao. Ồ, quen rồi, nấu quá rồi. Nấu cao quá mà cũng sao vậy, bài như thế. Đây, bỏ bột mè vô. Bỏ bột mè vô. Chua chua ha. Đúng rồi, chua chua mới nhộn hơn. Chúc mình thử luôn đó. Mai mốt có được con thì sống được phải an toàn. Làm chín xong nó gọi ông tới bật chiếc mình luôn. Anh không biết lắc chảo không nha anh? Anh lắc ngồi dằn hết luôn à. Rồi ra chưa đi luyện chưa? Ông nói đi giết con bò lấy chiếc canh. Ông nói giết bò tội mà đem chiếc canh tới nó không đủ chút con bò. Thì vô mọi người. Cái này có dầm, có la ở gì nó cũng bị nát. Đúc nó ra nước. Thịt nó dai quá rồi mà. Thịt này không có dai. Dạ. Thịt này không có dai, vừa chín rồi kia để ra nhiều vô là bột mỡ. Ờ. Ủa, cục mỡ vậy không?
cá này cá non. Đó nó vô chút chưa? Mưa đang chiên cái mưa mọi người ơi, bây giờ phải đi vô để lên. Wow. Nhanh lên. Xuống vào đây. Trời ơi. Vui thiệt. Mất cái gia vị đâu rồi trời. Mùa lớn không? Đã không? Giống ở Việt Nam ghê không? Những cảnh giống Việt Nam quá chứ tỉnh á. Giống ở Việt Nam không? Đó, thấy chưa? Lý tưởng không? Wow. Để chắc mình đốt cửa chút được rồi. Đấm đem ra để mà mưa không? Cấu năng sống được rồi. Được chưa? Con nữa rồi. Chút hết mình xào tiếp hả? Quay quay nó vừa đó. Vừa rồi. Đó. Hành nó ra nước. Sao anh cho cảm nghĩ anh? Quá ngon hả? Lần đầu tiên ăn, lần đầu tiên trong đời. Trời ơi, 50 tuổi rồi mới lần đầu tiên ăn trong đời hả? Dạ. 49 năm vừa rồi nhận. Để hôm nay có ngày này. Dạ, chú tỉnh là 80 tuổi rồi, chú tỉnh ăn mấy lần chú tỉnh? Mới có lần luôn. Nó mềm quá không? Nó có dai không? Thịt nó không dai. Dạ. Thành bột me này nó cũng mặn sẵn luôn hả? Còn chấm nước tương nữa. Nó mặn quá à. Dạ vậy nó mặn quá. Nó có thể phê. Ăn cá sấu mà dưới mưa không giỡn lắm, không biết nhạt hơn nữa. Êm dịu. Mày là cái bụng nữa. Mày cứ đu á. Em biết rồi tại sao nó mềm rồi. Mẹ em nói là cái này là filet mignon. Trong hai cái con nó có hai cục filet mignon, bởi nó mềm đúng rồi. Thật sự không phải mỡ của nó rồi. Em thử đi nó. Cục đó nha, này cục mỡ nè, rồi filet mignon nữa. Hồi nãy nó filet mignon là cục đó đó. Tôi ăn nó tưởng là mỡ luôn. Cái xào kiểu này ăn chua chua. Chua chua chua. Ngon lắm, cái cay vô chua. Ờ, đề dĩa thứ hai nè. Dĩa thứ hai có nghệ đỡ không? Thử đi anh. Hôm nay ngang dở là do ông Văn nó nấu nè. Do đầu bếp chứa danh đó. Chứa miếng này nè coi. Thiếu chua. Thiếu chua không? Ồ, sao lại thấy mày không? Có. Có. Ồ. Không sao. Dắt mẹ lên cũng được vậy. Được. Không, để lại lên. Muốn bỏ mẹ. Chua cũng vừa.
này có không, từ từ nó thấm vô ha. Mấy cái hậu quan trọng nó cái dĩa trước là bực vô nó chua hơn nhà nhiều. Không, đúng rồi, chua chút chua hơn. Đi xào lên chút đi ha. Được hả? Ờ, nếu cảm giác như được rồi, được rồi. Anh hai muốn cái mật cũng muốn bỏ cho rượu không? Ờ, không ấy, bỏ vô chén đi. Chế vô rồi không? Xong mình chế vô thôi. Đấy, để vô tính trước rồi, cái 15 phút sau còn hồi đó không? Ồ, anh chết lo chuyện đó, cắt cái đường này. Rồi chứ. Rồi cái đó mở chưa tới. Mật, mật. Mà mở ra nó tanh á. Rồi em chưa thấy cái da luôn. Chén cái dục đi. Tại nó luôn xanh mà. Cái nuôi trước đi rồi 5 phút sau mình mới dám được. Lo em uống mình em hết luôn. Có nhiều ly không? Mật gì cũng được phải không? Nè mật, mật cá sấu, bỏ vô rượu. Đó. Mật cá sấu. Anh này đừng uống nha. Đây là mật cá sấu nè. Ở chết này không có vợ ở nhà cho anh ăn đi. Còn gì nữa mà sợ mất. Thơm không? Wow. Tỉnh ra. À. Chú tỉnh là tám mấy tuổi cũng uống hả chú tỉnh? Đúng chứ. Cũng nhờ mật cá sấu đó, tám mấy tuổi còn khỏe. Khỏe. Nếu mà em với anh Văn, với anh Hai, với bố đi trước. Ngốt. Vậy mỗi giùm em nè. Ok. Bỏ đây lo cho anh Văn. Hứa không? Uống đi. Má hứa nha Hai. Con muốn bà khen á. Đâu là muốn uống bà chê luôn. Không. Ngủ bà. Tao uống không? Chê không muốn đâu có được. Uống không? Không thích chết chung, không thích chết chung. Đòn chết là chết hết cho nó vui. Dạ. Chuẩn bị nằm nó đang tê từ từ nè. Đây thêm một món là lòng cá sấu luộc cá chân thái ha. Rồi đó cái cực của nó nè. Ai mà yếu thận ăn thịt cá sấu nha. Không nghe tanh nó thơm lắm. Biết là cá sấu thì cũng có chơi thận thôi à. Thơm lắm á. Ủa mình có mấy trái? Mình hai trái. Ôi hả? Cho nó cho anh trái à. Cho ai? Ai biết nó. Cho đàn yếu thận hả? Ủa cá sấu có một thận hả? Lấy cho dàm sắt nha. Thôi để đi sắt luôn nè. Để bạn hả? Ừ. Ăn rồi sắt đó nóng. Thơm á. Không có tanh. Chứ đi anh. Lòng cá sấu nè, thấy chưa? Căng bốc luôn ha. Cá sấu là anh em phải ăn lòng nha. Không hồi thấy không? Không. Đó. Thơm lắm. Con này nó dưới lưỡi cho ăn bình thấy không? Cái này là cái mỡ ngầu. U. Mà cũng có mỡ đó, cắt mỡ. Hơi mỡ nè. Mỡ bỏ. Hơi mỡ nè, thịt nè. Hơi mỡ đâu? Lấy chén riêng bỏ muốn mắm tôm ra. Thì giờ nè. Ủa sao mình lấy rau ăn ta? Cái này bỏ chút mắm vô nữa. U, ngon ngon. Thử đi. Nó giòn. Giòn không? Nó giòn. Nó không phải là nó bể mà nó giòn. Giống như là có cái gân ở trong đó. Ừ. Không, không giòn đâu. Ủa có gì trắng trắng không? Không ăn là không biết. Hay biết. Giờ biết chưa? Giờ lên luôn nhập xanh. Mình là cái giò. Cái gì? Giò. Đúng không? Ok quá. Là, nãy giờ chú gần xoàn. Giống như cá snook. Cái da này nè. Giống như cá snook. Thấy không? Ok. Nó dẻo dẻo không? Thấy không? Cái da này. Hồi nãy còn chê bây giờ phá băng thầy luôn. Ồ, lòng nè, ngon lắm, số dắt luôn. Ăn với lá cốc nữa còn gì bằng ha. Cây nhà lá vườn. Chỉ có khô đa thôi. Còn cái lòng cái mì nè, ngồi. Ngon rồi. Anh chà kỹ lắm á. Là dư rồi đó. Ôi, có cái đó ngon á anh. Trời ơi, cô tử nè, thấy không? Anh chà nè. Cái này nè, cái này nè. Cái này cái gì không? Lá gan, cái xấu đó. Rồi, cắt đi. Lá mía. Cái gì mà bổ cơ thận, đơn quan à. Thấy không? Mình thấy quan cũng... Đó, cái này nè. Cái này. Ừ, lá gan cũng được. Cho anh là mẹ cho cái nào tốt. Hôm nay là đêm là rất là đặc biệt luôn. Được rồi. Tôi nói ăn cá sấu là mình thưởng thức thịt cá sấu. Còn mình ăn cá sấu, ăn thịt gì bất cứ mình để gia vị nhiều quá. Nó hết ngon rồi, ăn gia vị rồi. Ăn gia vị thôi chứ mình đâu có ăn. Mà nó ăn không gì, nó ăn gì nó hơi. Cũng đâu có hợp lý đâu. Cái tiệm này là thịt cá sấu là kỷ niệm
một đội bóng năm mà làm YouTube rồi đó. Đúng một năm luôn á. Anh chúc mừng em ha, làm vui vẻ. Nè chú Tỉnh nè, chú Tỉnh là chủ nhật này chú Tỉnh dẫn đi câu cá nè, sẽ có cái clip câu cá rất là hay nha. Chú Tỉnh này là nguyên đây là bố là dạy chánh nè. Anh này nấu đồ ăn nha. Mình làm sư sĩ cho anh thứ đồ ăn không? Còn đây là ca sĩ nha, ca sĩ giúp vui cho anh em câu. Xin chào. Vô xin chào. Ngủ ngon. Đi làm gì? Nói về câu bố. Nói về câu chúc anh em bà con ngủ ngon bố. Chúc anh em bà con mạnh giỏi. Trời ơi, điều anh hai nói câu này. Chú Dương đi câu. Anh hai nói một câu anh hai. Để đi câu có gì ngon ngon để lên thêm nữa. Tạm em nói này quá. Đi chứ. Theo lời dụ của Trâm á. Chúng ta cũng ráng đi. Dòng trời thương cho được những cái xin chào tạm biệt mọi người nha. Sẽ hẹn mọi người video kế tiếp. Bye bye. Có người bỏ anh gan á hả? Gan, anh nói gan không chịu thì nói ít. Thì là lăn nó miếng thôi, vỏ nó mềm nước nhiều phải không? Chân đang không? Không mà có. Thôi đừng ăn nó để tôi ha. Cái nào đang gan để tôi ăn. Gan nữa. Gan năng nữ rất là béo, rất là thơm. Chấm muối tiêu chanh hả? Đúng rồi, cái đó rồi đó. Sao ngon không? Ngon. 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 Ngon